Xin mến chào bạn, hôm nay mình giới thiệu bán một chiếc máy xe chở gom các bạn, xe cải tiến chở gom. Là đầu máy là Kia 35, cầu là cầu Isuzu 2.4, đó, đeo là đeo Hồng Hà các bạn. Đó, chiếc máy này bán là giá 50 triệu anh em. Đó, là giá bán 50 triệu ha. Đó, anh em có nhu cầu mua thì đi làm. Đây, để lên cho các bạn xem cái đầu máy, anh hỏi cho em coi, đặt máy đặt đặt ga nạp cho em coi. Máy là Kia 35 các bạn. Đó. Đây cầu đây. Cầu là cầu Isuzu 2.4 á. Là leo Hồng Hà. Đó. Máy này vậy đó bạn. Anh em có nhu cầu mua thì liên lạc ha. Hả? Bánh đằng sau đây. Bánh đằng sau. Ha. Đó. Đây cầu đây. Cầu đằng sau đây. Đó, thùng này thì chở cái này chở được 150 cuộn không anh? Cái này chở 150 cuộn không? Cái này chở bao nhiêu cuộn gom? 130 ha. Đây các bạn, thùng đây. Thùng này là chở 130 cuộn gom ha. Đó. Anh em có nhu cầu mua thì liên lạc. Đây. Đó, đầu máy đây. Cái nãy này chặt ra. Cái này đây cũng có đồng hồ gì nè, đồng hồ nước, đồng hồ nhớt gì nè, mình cũng không cần á. Bẻ khóa là đầy ha. Rồi chạy vô luôn đi. Được rồi. Đó, anh em có nhu cầu mua thì đi làm. Đó, thùng này thì chở được 130 cuộn gom. Đầu máy thì đầu máy Isuzu. À, xin lỗi các bạn. Đầu máy là Kia 35, cầu Isuzu 2.4. Đó. Rồi thì mình cũng xin kết thúc video tại đây ha. Anh em có nhu cầu mua máy này thì liên lạc qua số điện thoại nằm ở trên tiêu đề để xem máy trực tiếp. Còn anh em nào có nhu cầu bán máy thì liên lạc qua kênh của mình bằng số điện thoại là 0352 915 395. Rồi chạy vô luôn anh. Rồi rồi, chạy vô thì gần tới đi rồi em dán. Rồi bây giờ thì mình cho anh chạy vô trong nhà hả bạn? Để cho các bạn nghe cái tiếng máy rồi để mình... Đi vô đi gần tới cái em chết. Rồi, đó vô nhà đó bạn. Ôi, ngân đi em lên dán cho. Rồi bạn, máy thì chạy vô nhà này thì máy hoạt động bình thường vậy đó. Anh em có nhu cầu mua thì liên lạc. Đó, giá là 50 triệu. Đây thì mình đang ở địa chỉ là Kinh Ba Kinh Đào. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây các bạn.